Tiếp phái đoàn, thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực Ban trị sự đã thông tin sơ lược sinh hoạt của tăng ni, tự viện và những đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi kêu gọi hơn 2 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine COVID-19, thực hiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức 3 đợt với 165 tình nguyện viên Phật giáo tham gia tuyến đầu chống dịch. Đánh giá cao những thành tựu Phật sự cũng như công tác an sinh xã hội của Phật giáo tỉnh Đồng Nai trong thời gian vừa qua, phái đoàn khẳng định đó là những đóng góp đáng trân trọng, nêu cao tinh thần từ bi, cứu khổ của nhà Phật. Tăng ni Phật tử trong tỉnh đã không ngại vất vả, luôn nhiệt tâm phụng sự cộng đồng, xã hội và đất nước trong cuộc chiến với COVID-19.